Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình sách 1800 ngôi trắc nghiệm từ vựng. Và phần chương trình này của cô Trang Anh thì đã trì hoãn khá là lâu rồi. Nói chung là cái cuốn sách 1800 câu trắc nghiệm từ vựng nó vẫn có một cái đặc điểm gì đó rất là riêng và rất là đặc biệt, đúng không ạ? Bài tập ở trong sách này nó có tính chất gọi là rất là thách thức nhưng cũng sẽ có đầy thú vị. Các thân mến, hôm nay cô sẽ chữa cho các bạn phần bài số 15 nhé. Phần bài số 15 thì hôm trước chúng ta đang chữa dở rồi, đúng không? Chúng ta sẽ chữa phần bài số 15. Bạn nhớ cho cô là sách 1800 câu trắc nghiệm từ vựng thì nó sẽ có nội dung là khó hơn so với các sách khác. Vì vậy mà riêng cái chương trình sách này các bạn chịu khó xem trước bài giúp cô. Ok, rồi, chào các bạn. Ok, cô vào muộn 5 phút, hôm nào cô cũng sẽ vào muộn 5 phút một xíu. Các bạn đợi cô trong khoảng thời gian đấy nhé. Ok, các bạn thân mến, ở buổi trước thì chúng ta đã chữa, bạn nhớ cho cô như sau này. Phần từ vựng, bạn nhớ cho cô là trước khi vào buổi học livestream thì bạn sẽ học cho cô số từ vựng này trước này. Nhớ học cho cô số từ vựng này trước. Sau đó học cho cô số cấu trúc này. Bài tập có thể để đấy, không cần làm cũng được, đợi học chữa cùng với cô, nhớ nhé. Cách học từ vựng theo chương trình của cô như sau. Đó là các bạn sẽ phải học cho cô số từ vựng ở trong bảng này trước, học cho cô số cấu trúc ở trong bảng này trước nhớ. Còn bài tập thì có thể không cần làm trước cũng được, đợi cô nhé. Các bạn đợi cô, các bạn đợi cô, khi mà cô chữa thì coi như các bạn làm luôn cũng được. Tại vì khi các bạn làm trước thì các bạn lại xem đáp án nhớ. Các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Các bạn thân mến, có lẽ là các buổi livestream của cô Trang Anh từ giờ trở đi sẽ chuyển xuống 9h30 các bạn nhé. Thứ nhất là 9h30 thì cũng sẽ phù hợp với những bạn mà đi học thêm vẫn về kịp xem này. Với thứ hai là 9h30 thì cũng thuận cho cô hơn, bởi vì là tầm 9h30 thì cô mới xong xuôi mọi việc để có thể lên gặp các bạn được. Bây giờ cô sẽ chữa từ câu số 11 trở đi. Bài số 15 phần từ vựng trong sách 1800 câu trắc nghiệm từ vựng cô đã chữa được từ câu số 1 đến câu số 10 rồi. Bây giờ cô sẽ chữa tiếp từ câu số 11 trở đi. Các thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu vào học nhé. Nhờ các bạn nhớ cho cô như sau này. Đó là tuần sau chúng ta sẽ học chương trình này trong nhóm sách. Các bạn nhớ cho cô thông báo của cô này. Đó là chúng ta sẽ học tuần này nhá. Tuần sau tức là tuần 14, 15, 16, 17, 18, 19 đúng không ạ? Từ ngày 19 tháng 8 trở đi. Nhờ các bạn nhớ nhá. Từ 19 tháng 8 trở đi chúng ta sẽ học phần sau này. Chúng ta sẽ học 1800 câu trắc nghiệm từ vựng là 1 này. Chúng ta sẽ học 2000 collocation là 2 này. Và chúng ta sẽ học 30 chủ đề từ vựng. 30 chủ đề từ vựng. Học cho cô 3 phần này. Từ ngày 19 tháng 8 trở đi nhá. 3 phần này của chúng ta sẽ học ở trong nhóm sách. Tức là chúng ta sẽ có 3 buổi học ở trong nhóm sách. Còn những chương trình mà không liên quan đến sách thì cô vẫn dạy ở ngoài nhóm, được không ạ? Rồi, sẵn sàng nhé. Cô sẽ có với câu số 11 của chúng ta. Với câu số 11 chúng ta sẽ có như sau. Cô sẽ có ý A của cô từ or else. Từ đấy của cô sẽ bằng từ otherwise. Bằng otherwise nghĩa là gì ạ? Cụm từ đấy của cô có nghĩa là hoặc là. Thế này ý B cô sẽ có từ besides. Từ đấy sẽ bằng từ moreover. Anh này của cô sẽ bằng moreover này. Bằng gì ạ? Bằng furthermore. Nên cô sẽ có là từ besides bằng moreover bằng furthermore. Bằng gì đó? Bằng in addition. Bằng in addition. Nghĩa là gì ạ? Những cái cụm này của cô có nghĩa là ngoài ra nhá. Thế này cô sẽ có cụm từ, đó là cụm từ on là thì em biết thừa rồi. Cô có cụm từ on account. Cụm từ này của cô sẽ bằng gì ạ? Bằng because of. Đúng ạ? Bằng because of. Yeah, on account thì bằng because of. Bằng cụm từ as a result of. Bằng cụm từ as a result of. Bằng owing to. Được không ạ? Bị mờ à? Các bạn khác có bị mờ không ạ? Dạ, cô thấy các bạn nói rằng là bị mờ. Đợi cô một xíu nhé. Các bạn khác có bị mờ không ạ? Mà cô xem thấy ổn mà không mờ. Các bạn khác có thấy bị mờ không ạ? Các bạn thân mến, các bạn trả lời giúp cô xem có ổn không để cô giảng tiếp này. Các bạn của cô đâu rồi ạ? Ok, Phạm Minh Anh thấy không mờ. Rồi, chúng cô chữa tiếp nhá. Được không ạ? Chữa tiếp để cho đỡ mất thời gian của các bạn này. Cô sẽ có, với câu số 1, 11 của cô sẽ xếp câu này của cô như sau này. Cô sẽ có là I never sport people. Thì cô sẽ có là những cái người mà chơi thể thao ở cấp độ cao, đúng không ạ? Must cần phải maintain, duy trì một cái mức độ, đúng không ạ? Mấy cái mức độ làm sao đều đặn thường xuyên, nhờ? Hoặc không là sẽ bị làm sao, sẽ bị những cái chấn thương, nhờ? Có thể gây ra những cái nguy hiểm, đúng không ạ? Những cái damage, những cái thiệt hại mãi mãi. Vậy thì với câu số 11 của chúng ta, khi mà dịch như vậy thì với câu số 11 các bạn sẽ chọn được đáp án của cô là ý gì, nhờ? Với câu số 11 là những người chơi thể thao cấp cao phải duy trì một cái mức độ luyện tập cao, hoặc nếu không thì sẽ có nguy cơ bị thương nặng dẫn đến những cái tổn thương mãi mãi. Vậy thì với câu số 11, khi cô cho các bạn một loạt cái như vậy rồi, cô sẽ có một cái cụm như sau nữa này. Đó là cụm từ run the risk up. Nhớ, cô có cụm từ run the risk up, nghĩa là có nguy cơ bị làm sao nhớ. Cái trong đấy chúng ta sẽ có cụm từ, đó là cụm từ run the risk, có nguy cơ bị làm sao. Các bạn nghe cô này, bởi vì chúng ta không còn đủ chỗ để viết nữa nhá. Cô có cụm từ là run the risk, có nguy cơ bị làm sao. Vậy dịch câu này như sau: những cái người chơi thể thao ở cấp độ cao cần phải duy trì một cái chế độ luyện tập thường xuyên, đúng không? Nếu như không thì, đúng không? Hoặc không là sẽ có nguy cơ bị làm sao, bị thương nặng, gây đến những cái tổn thương vĩnh viễn. Cô có từ permanent, vĩnh viễn, đúng không? Damage, phá hủy. Vậy thì với câu số 11 của chúng ta theo nghĩa như vậy thì câu số 11 cô chọn được đáp án là ý A. Xong câu số 11, chuyển cho cô sang câu số 12. Với câu số 12 nhìn cho cô 4 đáp án. Thì câu này của cô sẽ thuộc kiến thức về từ loại nhá. Câu này thuộc kiến thức về từ loại này. Với kiến thức về từ loại thì cô sẽ có như sau. Cô có ý A với từ continuing. Từ này của chúng ta là danh động từ. Chờ, anh này chúng ta là gerund, danh động từ, đúng không ạ? Như này cô sẽ có từ continue. Động từ này cô sẽ xếp nó bằng dạng là phân từ hai, được không ạ? Thế này cô sẽ có như sau. Cô sẽ có từ continue. Từ đấy của chúng ta là tính từ. Từ này của chúng ta có nghĩa là triền miên, trợ nghĩa là liên miên, mang tính chất gọi là, mang nghĩa xấu, tức là mang tính chất gọi là cau có, khó chịu nhá. Thì cô sẽ có là từ continue, nghĩa là triền miên hoặc là liên miên. Giao chưa? Tiếp này cô sẽ có ý D của cô. Ý D của cô với từ continuous. Từ đấy có nghĩa là tiếp tục, liên tục. Chưa? Từ này của chúng ta có nghĩa là liên tục, tiếp tục. Chưa? Vậy thì với câu này của chúng ta, các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, với câu này của chúng ta bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, với câu số với câu số 12 của chúng ta. Với câu số 12 thì bạn sẽ căn cứ cho cô như sau. Bạn sẽ căn cứ cho cô bằng một từ mới, đó là từ assessment. Với từ assessment của chúng ta nghĩa là gì? Đánh giá. Rất là nhiều học sinh prefer của chúng ta nghĩa là gì? Thích cái kiểu đánh giá liên tục như là một cái alternative, một cái hình thức thay thế của bài kiểm tra. Ok, hôm nay cô thấy rất là nhiều bạn kêu mờ. Có một cái bạn tên là Quang Bách, bạn ấy vừa ấn FaceTime cho cô. Vì vậy mà nó dẫn đến là của cô bị gián đoạn mất một xíu. Các bạn khắc phục giúp cô để chúng ta để cô học tiếp này. Bởi vì các bạn kêu nhiều quá cô cũng sốt ruột mà thành ra cô không tập trung được. Nhưng mà các bạn nhớ là khi mà cô có lịch live stream thì các bạn chịu khó là không gọi FaceTime cho cô. Hoặc là các bạn cứ nhắn cho cô thì cô sẽ trả lời, vì cô rất là dị ứng với việc gọi FaceTime nha. Các bạn lưu ý cho cô như vậy. Bởi vì là cô thường là trong tình trạng bận hoặc là tình trạng dạy học ấy ạ. Vì vậy mà cô rất là dị ứng với gọi FaceTime. Nên các bạn nhớ cho cô là các bạn cứ nhắn tin thì trước sau cô cũng sẽ trả lời các bạn. nên là các bạn hạn chế gọi FaceTime cho cô nhé. Rồi với câu số 12 cô sẽ có câu hỏi như sau. Ok các bạn, hiện tại thì cô đang xem ở trên máy nhà cô thì vẫn rất là ổn, không mờ tí nào cả. Dạ, nếu như mà các bạn nào mà bị mờ thì các bạn khắc phục giúp cô, vì nếu nó chỉ mờ một xíu thôi. Dạ, chứ còn nếu mà mờ chung tất cả đúng không ạ, thì cô sẽ dừng cái phần livestream của cô lại. Thi thoảng bị mờ đúng không ạ? Các bạn để Full HD cho cô xem sao. Được chưa ạ? Ok, cô giảng nhanh quá à? Như vậy vẫn nhanh quá à? Giảng lại nhá. Cô sẽ có câu hình cô như sau này. Many students, rất là nhiều học sinh prefer, thích, đúng không ạ? Cái kiểu mà assessment của cô nghĩa là đánh giá. Chợ dịch là rất là nhiều học sinh thích cái kiểu đánh giá thường xuyên liên tục, như là một cái hình thức thay thế cho kiểm tra. Vậy thì với câu số 12, cô sẽ cần ở đây sau cái, ở trước cái assessment của chúng ta, thì cô sẽ cần ở đây một tính từ. Vậy nếu cần ở đây một tính từ thì cô sẽ bỏ ý A, bỏ ý B. Cô chỉ còn ý C và ý D mà thôi. Chợ còn ý C và ý D mà thôi nhá. Vậy thì với câu này của chúng ta có C và D đều là tính từ. Yeah. Nhưng mà cô sẽ có từ continuous, từ có nghĩa là liên miên, triền miên. Trong đó cô lại có từ continuous, nghĩa là liên tục. Vậy thì với câu này cô sẽ cần một từ nghĩa là đánh giá thường xuyên liên tục. Thì câu số 12 cô chọn được đáp án là ý D. Ok, các bạn thân mến, có rất là nhiều bạn kêu mờ. Các bạn có thể khắc phục để học được không ạ? Mờ quá đúng không ạ? Hiện tại thì đúng rồi, máy của cô cũng sẽ cảm thấy là có mờ. Các bạn có học tiếp được không ạ? Vẫn mờ lắm à? Vẫn mờ lắm, Như Tâm cũng thấy mờ lắm à? Ok. Cô cũng không hiểu tại sao nữa. Không xem được cô ơi à? Ổn hơn chưa, để cô dạy tiếp ạ? Ổn hơn chưa, để cô dạy tiếp mờ lắm à? Các bạn có khắc phục được không ạ? Nếu không cô dừng buổi livestream lại nhá, để buổi khác cô dạy được không ạ? Mờ lắm, nó như kiểu bị giật ấy. Ừ, mờ thật, bên của cô cũng bị mờ. Ok, lúc rõ lúc mờ cô ạ. Nếu mà không được thì cô dừng buổi livestream lại, buổi khác cô dạy nhá. Được không ạ? Mờ lắm cô ạ. Tiếc nhỉ, lâu lắm rồi chúng ta mới có một buổi học về sách này. Mờ thật nhỉ. Ok, nhưng mà cô thấy là hơi mờ một xíu xong lại ổn. Chúng ta khắc phục nhé, được không ạ? Rồi, cô sẽ có này. Với câu số 13 của cô, 12 xong nhé, được chưa? Với câu số 13 chúng ta sẽ có từ em đi với giới từ tu, đúng không ạ? Có mục đích nhỉ? Có mục đích. Vậy thì với câu số 13 cô sẽ có từ push của chúng ta sẽ đi với các giới từ sau. Các bạn theo dõi cho cô này. Phần này của cô có liên quan đến phần cụm động từ. Thì với câu số 13 cô sẽ có ý A. Ý A của cô với từ push on. Chợ push on của cô có nghĩa là tiếp tục. Tiếp tục làm một cái gì đó, đặc biệt là khi nó vẫn còn rất là khó khăn. Sao chưa? Thế này cô sẽ có ý B của cô với từ push up. Chợ với từ push up của cô có nghĩa là gì? Nghĩa là tăng cường, nghĩa là tăng lên, đẩy mạnh. Ở nhá, cô sẽ có từ push up, nghĩa là đẩy mạnh. Tiếp này, cô sẽ có từ push through trong cái cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc push something through. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là gì ạ? Push something through, cụm từ này có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là khiến cho, đúng không ạ? Làm cho một cái kế hoạch hoặc là một cái đề xuất gì đó chính thức được thông qua. Vậy thì cô sẽ suy ra cụm từ này có nghĩa là được thông qua, được chấp nhận. Chưa, anh này cô nghĩa là được thông qua, được chấp nhận nhớ. Tiếp này cô sẽ có từ push out. Từ push something out nghĩa là sản xuất nhiều, sản xuất hàng loạt. Chưa, push something out nghĩa là sản xuất nhiều, sản xuất hàng loạt. Được không ạ? Vậy thì với câu số 13 chúng ta sẽ có câu này như sau. Vẫn mờ lắm à? Ok, hôm nay các bạn làm cho cô cảm giác chẳng có tâm trạng gì để dạy nữa cả. Được chưa? Cô sẽ có này. Với câu số 13, cô sẽ có câu này như sau. Cái công ty British đang có cái, có một cái mục tiêu là thúc đẩy cái cổ phần của nó, cái cổ phần doanh số bán ô tô này lên đến mức 25% trong khoảng thời gian là 25 tới. Vậy thì với câu số 13, cô sẽ chọn được đáp án là ý B. Đó vậy. Xong câu số 13, chuyển cho cô sang câu số 14. Dạ, hôm nay mạng nhà cô có vấn đề thực sự chứ không phải mạng nhà các bạn nữa rồi. Dạ, xong câu số 13, chuyển cho cô sang câu số 14. Đó ạ. Với câu số 14, cô sẽ có cụm từ, đó là cụm từ turn down. Cụm từ turn down này bằng refuse, từ chối. Dạ. Nên này cô sẽ có từ co-op bằng cancel, hủy. Co-op bằng cancel nghĩa là hủy. Tiếp nhá, chúng ta sẽ có cụm từ speak it out. Cụm từ đấy của cô có nghĩa là gì? Nghĩa là công bố. Yeah. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là công bố, speak. Chờ cô có cụm từ là speak it out, nghĩa là công bố. Đúng không ạ? Thế này cô sẽ có cụm từ speak it out, nghĩa là công bố nhá. Ba cái rồi này. Thế này cô sẽ có ý đề của cô với cụm từ laugh off, nghĩa là cười trừ. Với cái phần về cụm động từ như này chịu khó viết cái cụm từ đó ra rồi học thôi. Sau đó áp vào bài cho cô. Thì cô sẽ có từ the press. Press sẽ không là phải được hiểu là gì? Press, báo chí. Nhận dịch như sau này. Báo chí nghĩ rằng, đúng ạ, giám đốc bán hàng đấy làm sao? Sẽ làm sao depress, suy sụp. Nhận, bởi vì cái bị làm sao dismissal, sa thải. Nhưng mà ông ta lại chỉ có cười trừ thôi. Vậy thì với câu số 14 cô chọn được đáp án là ý D. Nhận, cô dịch câu này như sau. Đó là báo chí thì nghĩ rằng, đúng không ạ, giám đốc bán hàng có thể sẽ bị suy sụp bởi cái sự sa thải đấy, nhưng mà ông ấy lại chỉ cười trừ thôi. Sao chưa? Sao chưa? Xong câu số 14, chuyển cho cô sang câu số 15. Chợ, với câu số 15 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chợ, sau câu số 4 chuyển cho cô sang câu 15 của chúng ta. Thì với câu số 15 các bạn nhớ cho cô đi ạ. Cái câu này cô đã từng chữa trong tối hôm qua rồi, nếu các bạn nhớ. Ạ, cô chữa tối hôm qua nhé. Thì cô sẽ có là bạn nên chấp nhận khi người ta dùng should cộng verb nguyên dạng để diễn tả một lời khuyên. Vậy dịch là bạn nên chấp nhận cái điện thoại Nokia đấy như là một món quà sinh nhật lần thứ 16 của mình. Từ cha mẹ của mình một cách rất là gì ạ? Delight, vui vẻ. Đừng có đòi hỏi nhiều về giá trị của món quà. Mình câu này người ta muốn nói là rằng là cái quà gì cũng được, vấn đề nó là cái tình cảm, chứ đừng có đòi hỏi về giá trị. Vậy thì với câu này nếu bạn nhớ thì câu này cô đã chữa rồi, vì vậy cô sẽ chữa rất nhanh câu này nhé. Câu số 15 của cô là một câu về thành ngữ. Vậy nếu một câu về thành ngữ thì cô sẽ có như sau này. Cô sẽ có buy something true. Nhớ, buy something true the no. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là trả giá đắt, mua cái gì đó với giá đắt đỏ. Nhớ, chúng ta sẽ có cụm từ này có nghĩa là trả giá đắt. Nhớ, mua cái gì đó với giá đắt đỏ. Chờ tiếp này cô sẽ có ý đề với cụm từ take something for granted, coi là hiển nhiên, coi là đương nhiên nhé. Vậy thì cô sẽ không chọn được ý B, không chọn ý D. Câu này cô chữa rồi, đúng không ạ? Thế cô sẽ có ý C của cô với cụm từ pull, nghĩa là chọc giận hoặc là đùa ai. Chờ đùa ai. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 15 của chúng ta là ý A. Don't look a gift horse in the mouth. Đừng đòi hỏi về giá trị khi nhận được một món quà, tức là đừng có quá quan trọng về cái giá trị vật chất của cái món quà đó. Nên là câu 15 chọn được ý A. Xong câu 15 này. Xong câu số 15 chuyển cho cô sang câu số 16. Với câu số 16, câu này cũng có ở trong sách collocation rồi, cô chữa nhanh. Chúng ta có một cụm từ như sau, đó là cụm từ build up, nghĩa là xây dựng, thiết lập, đúng không ạ? Anh ấy đã xây dựng được một doanh nghiệp rất là thành công, nhưng mà tất cả cái đó đều phải trả giá bằng chính sức khỏe của anh ta. Vậy thì cô sẽ có cụm từ, đó là cụm từ at the expense of something, trả giá bằng cái gì. Vậy thì với câu số 16 cô chọn được đáp án là ý D. Câu này chữa rồi. Sau câu số 16 chuyển cô sang câu số 17. Với câu số 17 của cô thì câu này cô nghĩ là nó rất là quen với các bạn nhá. By appearing, người ta dùng by cộng với verb in nhá. Appear của chúng ta có hai nghĩa. Appear có nghĩa thứ nhất là xuất hiện nhá. Appear còn có nghĩa nữa, nếu như trong cái cấu trúc đó là cấu trúc appear to do something. Thì từ appear trong trường đấy lại bằng cấu trúc seem to do something, dường như nhá, có hai cấu trúc. Vậy thì với câu này cô dịch là bằng cách xuất hiện ở trên một cái, bằng việc xuất hiện trên cái quảng cáo bột giặt. Rồi cô sẽ có từ commercial. Từ commercial trong trường này của cô nó đóng vai trò là danh từ. Nó sẽ bằng bài quảng cáo, powder, bột giặt, powder nhá. Cả cái từ powder này của cô là bột giặt. Vậy thì là bằng cách xuất hiện ở trên một cái bài quảng cáo về bột giặt, đúng không ạ? Cô ấy trở thành, nghiễm nhiên trở thành một người được biết đến, một người nổi tiếng. Vậy câu này cô thừa nhận nó như một cụm từ cố định. Thì cô sẽ có một cụm từ, đó là cụm từ a household. A household name, một cái tên được nhiều người biết đến. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 17 là ý C. Sau câu số 17, chuyển đến cô sang câu số 18. Với câu số 18, cô sẽ có như sau. Cô có ý A với từ competitor, đúng không ạ? Từ đấy của chúng ta bằng từ contestant. Hai từ này của cô bằng nhau, nghĩa là đối thủ, người dự thi. A với B của cô bằng nhau nhá. Ý C cô sẽ có từ applicant. Từ đấy cô cái nghĩa là người xin việc. Cô sẽ có ý D với từ candidate. Từ đấy của cô có nghĩa là ứng cử. Ứng cử viên. Ứng cử viên này. Bạn nhớ cho cô như sau, trong tiếng Anh những từ có đuôi ATE. Những từ có đuôi ATE nếu là động từ nó sẽ được phát âm là it. Thế còn nếu nó là danh từ hoặc tính từ thì nó sẽ được phát âm là earth. Nhớ cho cô câu này nhé. Vậy anh để cô là danh từ thì cô sẽ đọc là candidate. Candidate là ứng cử viên. Vậy cô sẽ có là during the campaign, trong suốt chiến dịch tranh cử, đúng không? Trong suốt chiến dịch đó thì Lincoln đã làm sao? Là cái, đúng không? Là cái ứng cử viên đầu tiên cho cái chức tổng thống. Cái từ chức tổng thống này chúng ta đã học ở trong cái bài về love story rồi nhá. Vậy thì với câu này của chúng ta cô sẽ có từ presidency. Từ này bạn đã gặp lại trong sách 30 chủ đề từ vựng rồi. Cô sẽ có từ presidency của chúng ta. Presidency nghĩa là chức tổng thống nhá. The slave, những người nô lệ. Ở trên chúng ta có từ far off là xa xôi. Far off xa xôi này. Plantation là đồn điền. Vậy những người nô lệ trên những đồn điền xa xôi này. Mile from, cách hàng dặm, đúng không? Hàng nhiều dặm. Từ những cái khu đường sắt này, hoặc từ những cái thành phố lớn này, hoặc là những cái tờ báo hàng ngày. Tất cả những người đó đều biết về cái vấn đề. Cái vấn đề có liên quan đấy là gì? Bạn đã thấy trong câu này cô nó sẽ có như sau này. Nó sẽ thấy có hai động từ cùng chia thì câu, đúng không ạ? Nhưng cô sẽ có động từ involve của cô là động từ rút gọn, đúng không ạ? Mệnh đề rút, nó chính là cái phần rút gọn mệnh đề quan hệ. Thì với câu bị động này, những cái vấn đề mà có liên quan đấy là gì? Động từ chính trong câu này của cô phải là war. Còn động từ involve của cô là động từ rút gọn nhé. Vậy thì với câu số 18 này, trong cái chiến dịch tranh cử đấy, cái ông này là ứng cử viên đầu tiên cho chức tổng thống thì đương nhiên câu 18 cô phải chọn được đáp án là ý D. Các bạn nhớ là khi các bạn xem livestream của cô thì bạn để ý cái cách mà cô phân tích, này thì bạn sẽ học được rất là nhiều từ có liên quan chứ không phải chăm để có mỗi đáp án. Bởi vì thực tế thì đáp án thì các bạn có key rồi, đúng không? Bạn có thể thừa biết là đáp án của nó là gì rồi. Sao chưa? Rồi, xong câu số 18, chuyển cho cô sang câu 19. Với câu số 19, cô sẽ có câu này như sau. Với câu 19 nhé. Với câu số 19 của cô có ý A. Từ hold up, từ held up là quá khứ thôi. Từ hold up, từ đấy sẽ bằng từ postpone. Bằng postpone. Bằng gì nữa? Bằng delay, trì hoãn. Bằng delay, trì hoãn nhé. Vậy thì không có postpone up, nên cô bỏ ý B. Xong chưa? Thế này không có delay up, nên cô bỏ ý C. Thế cô sẽ có ý D của cô với từ hang up. Cô sẽ có từ sau. Cô có từ hang up, từ đấy của cô bằng end a phone conversation. Thế có nghĩa là dập máy. Từ này của cô có nghĩa là dập máy. Ngoài ra cô còn có từ sau. Cô có từ hang on. Hang on của cô sẽ bằng từ hold, nghĩa là giữ, đúng không ạ? Bằng từ wait, nghĩa là đợi. Bằng từ listen, nghĩa là nghe. Nhá, bằng ba từ này. Vậy thì cô sẽ có từ hang up là dập máy. Thì cô sẽ có từ hang on là giữ máy. Ngoài ra cô còn cấu trúc khác. Đi với hang nữa, cô viết xuống dưới nhá. Đó là cô có từ hang around. Cô sẽ có từ hang around. Cụm từ này của cô có nghĩa là gì? Có nghĩa là di chuyển chậm chạp. Từ này của cô có nghĩa là lề mề. Là chậm chạp. Ngoài ra cô còn một cấu trúc nữa, không có chỗ viết, cô viết xuống đây nhá. Cô sẽ có cụm từ là hang around with somebody. Chưa, hang around with somebody. Cụm từ này của cô có nghĩa là gì? Cụm từ này có nghĩa là lang thang hẹn hò với ai. Cô nhắc lại cái chỗ này này. Vì chữ nó không có đủ chỗ để viết nên cô viết nó hơi bị díu vào nhau. Cô sẽ có như sau này. Cô có từ hang là dập máy. Thì cô sẽ có từ hang on, nghĩa là giữ máy hoặc là đợi. Đúng không ạ? Cô có từ hang around, nghĩa là lề mề chậm chạp. Chờ cô có từ hang around with somebody, nghĩa là lang thang với ai. Vậy thì với câu này của chúng ta dịch như sau. Cái điều gì đã khiến cho chuyến bay của bạn phải bị trì hoãn vậy? Vậy thì cô sẽ chọn được câu 19 của cô là IA. Đúng chưa? Có một cơn bão tuyết ở vùng đấy đã làm trì hoãn rất nhiều chuyến bay. Xong câu số 19 chuyển cô sang câu số 20. Với câu số 20 của cô sẽ là câu về phần từ vựng. Với câu số 20 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Nào, với câu số 20 của cô thực ra câu này không dễ. Bởi vì sao câu này không dễ ạ? Vì câu này của cô nó có những cái từ gọi là cùng trường nghĩa. Đó. Với câu số 20 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, với câu số 20 bây giờ mạng ổn hơn rồi đúng không ạ? Với câu số 20 cô sẽ có từ capacity. Chà, với từ capacity của chúng ta là danh từ capacity. Từ đấy có nghĩa là sức chứa hoặc là dung tích. Chà, từ này của cô có nghĩa là dung tích hoặc là sức chứa nhé. Tiếp này cô sẽ có ý B của cô với từ compete. Chà, với từ competency, từ đấy có nghĩa là năng lực. Chà, cái này cô là năng lực. Thế này cô sẽ có ý C với từ experience, nghĩa là kinh nghiệm. Từ này của chúng ta nếu nó là danh từ không đếm được thì nó sẽ có nghĩa là kinh nghiệm. Nhưng nếu nó còn ngoài ra nó còn có một nghĩa nữa là danh từ đếm được, nó là trải nghiệm, hai nghĩa nhá. Được chưa? Thế này ý D của cô với từ ability, nghĩa là khả năng. Chưa, từ này của chúng ta nghĩa là khả năng. Vậy thì với câu số 20 của chúng ta nó sẽ có English là tiếng Anh đúng không ạ? Obligatory là một cái môn học bắt buộc từ lớp 6 trở đi ở khắp Việt Nam. Nhưng mà ở những cái thành phố lớn thì nhiều trẻ con tiểu học cũng đã đòi hỏi là phải có năng tiếng Anh rồi. Vậy thì với câu số 20, ở đây của cô cần một từ nghĩa là năng lực ngôn ngữ, nên là cô sẽ chọn được câu số 20 của chúng ta là ý B, năng lực ngôn ngữ nhé. Nên câu số 20 của chúng ta đáp án sẽ là ý B. Đòi hỏi phải có năng lực cao rồi, nên cô sẽ chọn là ý B. Xong chưa, xong chưa? Câu này sẽ có rất nhiều bạn nhầm giữa ý B và ý D. Đó không ạ? Xong câu số 20, chuyển cho cô sang câu số 21. Với câu số 21, cô sẽ có từ cause. Từ đấy của cô là danh từ. Chợ nó có nghĩa là nguyên nhân. Chợ nó là nguyên nhân, là nguồn gốc. Nhưng nó sẽ khác với từ reason. Từ reason của chúng ta cũng là nguyên nhân, nhưng nó chỉ là lý do đưa ra như một cái cớ. Thế còn từ cause của cô nghĩa là nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Chờ cô sẽ có từ milestone của chúng ta, nghĩa là mốc, cột mốc. Ai này của cô có nghĩa là cột mốc. Chờ cô sẽ có từ ship, của không có từ này, bỏ qua. Chờ cô có từ after ghép với từ month. Thì cô sẽ có từ after mẹ của chúng ta, nghĩa là hậu quả. Từ này sẽ bằng với từ consequence. Chờ từ này của chúng ta sẽ bằng từ consequence, nghĩa là hậu quả. Vậy cô sẽ có câu này như sau. Cô sẽ có từ flight là chuyến bay. Chuyến bay đầu tiên của cô ta với vai trò là phi cơ trưởng, đúng không ạ? Captain là đội trưởng mà. Đội trưởng của một lên máy bay dịch là phi cơ trưởng. Vậy là chuyến bay đầu tiên của cô ấy với vai trò là một phi cơ trưởng đã là một cái cột mốc quan trọng trong cái sự nghiệp của cuộc đời cô ấy. Nên là câu số 21 chúng ta sẽ chọn được đáp án của cô là ý C. Hầm chưa? Sau câu số 21 chuyển cho cô sang câu 22. Các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Chợ sau câu số 21 chữa cô sang câu 22. Các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Ok. Xong câu số 21 chữa cho cô sang câu số 22. Các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Rồi, ok. Với xong câu số 21 chuyển cô sang câu số 22 của chúng ta này. Với câu số 22 cô sẽ có như sau. Câu sẽ có từ bring up. Chờ cô sẽ có từ bring up của cô, từ đấy có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, từ bring up có nghĩa là đề cập tới. Chợ, ngoài nghĩa là đề cập tới ra thì từ bring up còn có nghĩa nữa là nuôi dưỡng. Sao chợ? Thế này cô sẽ có từ bring out. Từ bring out của chúng ta có nghĩa là làm cho nó nổi bật. Đúng không ạ? Làm nổi bật lên. Nhá. Thế vậy ngoài ra thì bring out còn có nghĩa nữa là mang lại. Hai nghĩa. Xong chưa? Thế vậy cô sẽ có từ bring over. Từ bring over thì bạn sẽ thấy là nếu như bạn tra trong từ điển chính thống thì không có. Nhưng từ bring over trong một số từ điển khác thì bring over có thể bằng với từ nghĩa của từ persuade. Nhờ, bằng với nghĩa của từ persuade, thuyết phục. Vậy cô sẽ có câu này của chúng ta với từ inspiring. Chợ, vậy speaker của chúng ta nghĩa là người phát ngôn. Nhờ, vậy cô sẽ có là một cái diễn giả. Nhờ, cô có thể dịch từ speaker cho chập đấy. Nhờ, nghĩa là diễn giả. Vậy dịch là một diễn giả truyền cảm hứng. Jackson luôn cố gắng. Trong này cô có một cấu trúc nữa, đó là cấu trúc manage to do something. Nhờ, Jackson luôn cố gắng để làm sao ạ? Cố gắng để mà đưa ra được, mang lại được đến những cái điều tốt đẹp nhất cho tổ chức. Vậy thì với câu số 22 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Câu số 22 dịch là một diễn giả truyền cảm hứng. Jackson luôn cố gắng để mà mang lại được những cái điều tốt đẹp nhất cho tổ chức của chúng ta. Vậy thì với câu số 22 cô sẽ chọn được đáp án của cô sẽ là ý B. Được không ạ? Xong câu số 22 chuyển cho cô sang câu số 23. Câu số 23 cô sẽ có như sau. Cô sẽ có ý A, 4 đáp án của cô là 4 trạng từ này. Thì với câu số 23, cô có ý A với từ seriously. Từ cô nghĩa là nghiêm túc. Chợ, seriously nghĩa là nghiêm túc. Xong chưa? Tiếp này cô sẽ có ý B với từ thoughtful, nghĩa là chu đáo, ân cần. Chợ, chu đáo nhá. Thế này cô sẽ có ý C với từ sincere, nghĩa là chân tình, chân thành, đúng không ạ? Chân thành, chân tình. Và cô sẽ có ý D của cô, từ đấy có nghĩa là trách nhiệm. Vậy thì với câu số 23, câu số 23 cô sẽ có câu này như sau. Câu số 23 thì cả chúng tôi đang cân nhắc một cách nghiêm túc về cái việc là sẽ có cái bể bơi của trường được xây dựng khi mà mùa hè, vì làm sao? Mùa hè làm sao? Ở đây rất là kéo dài, mùa hè rất là dài và rất là diện nóng. Vậy thì với câu số 23, trong này cô sẽ có một số cấu trúc mà các bạn sẽ được học thêm. Đó là cấu trúc của consider. Chờ, cô sẽ có cấu trúc là sau consider cộng với verb in. Nghĩa của cấu trúc đấy nghĩa là xem xét tới việc làm gì. Chờ, câu này cô sẽ là xem xét làm gì nhá. Sau consider cộng verb in nghĩa là xem xét làm gì này. Đó ạ. Thế vậy cô sẽ có cấu trúc thứ hai của cô nữa. Đó là cấu trúc của động từ have something cộng verb phân từ 2. Có cái gì được làm bởi ai. Vậy thì với câu này nhớ là những cái cấu trúc này cô gạch vàng này, các bạn lưu ý cho cô. Đó ạ. Thì câu dịch là chúng tôi đang xem xét một cách nghiêm túc về cái việc là có nên xây dựng một cái bể bơi không, vì mùa hè ở đây vừa kéo dài lại vừa nóng. Vậy thì cô sẽ có là để đi với một trạng từ, đi với từ consider thì cô sẽ dùng từ seriously. Nên là câu số 23 cô chọn được đáp án là ý A. Chợ, xong câu số 23, chuyển cho cô sang câu số 24. Chợ, với câu số 24 của chúng ta sẽ là một câu về từ vựng. Thì với câu số 24, các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, câu số 24, các bạn sẽ chọn được đáp án của cô là ý gì ạ? Câu số 24, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? 24 em đoán à? Chợ, với câu số 24, cô sẽ có hai từ mới với em thôi. Chợ, cô sẽ có từ đầu tiên của cô đó là từ conductive. Với từ conductive của chúng ta có nghĩa là có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt. Chợ, từ này của chúng ta có nghĩa là dẫn điện, có khả năng dẫn điện. Chợ, hoặc là dẫn nhiệt nhá. Thế này cô sẽ có ý B của cô thì sao? Ý B cô sẽ có từ meticulous, từ đấy có nghĩa là tỉ mỉ. Chờ, từ này của cô có nghĩa là tỉ mỉ. Ý C của cô với từ honorable, từ đấy có nghĩa là honorable nghĩa là đáng kính, đúng không? Âm H của nó là âm câm, đáng kính nhá. Và ý đề câu với từ đấy có nghĩa là cẩu thả. Đây là một câu về từ vựng thôi, biết nghĩa của từ và áp nó vào cho cô. Vậy thì cô sẽ có là anh ấy là một công nhân, người mà luôn take great care. Chúng ta có cụm từ take care, cẩn trọng, đúng không ạ? Để mà không gây ra những cái, chúng ta lại có một cụm từ nữa, đó là cụm từ make mistake, gây ra những lỗi. Thì cô sẽ có cụm từ thứ nhất, đó là cụm từ take care. Take care của chúng ta có nghĩa là gì? Cẩn trọng. Có cụm từ thứ hai, đó là cụm từ make mistake, nghĩa là gây ra mắc lỗi. Vậy thì với câu này của chúng ta dịch là anh này là một cái công nhân rất làm sao, người mà cẩn trọng để mà chẳng bao giờ mắc bất cứ một lỗi gì. Vậy thì với câu số 24 theo nghĩa như vậy, cô chọn được 24, đáp án là ý B. Sau câu số 24, chuyển cho cô sang câu số 25. Với câu số 25, cô sẽ có ý A với từ attempt. Từ đấy của chúng ta bằng try, bằng effort, đúng không? Anh này cô sẽ bằng với try, bằng với effort, nghĩa là gì? Cố gắng, nỗ lực. Tiếp nhé, cô sẽ có từ intention. Intention của chúng ta, danh từ này, có nghĩa là ý định. Chưa, ý định này. Cô sẽ có cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc have intention. Cô có cấu trúc là have intention of doing something. Có ý định làm gì. Đó ạ. Nó sẽ bằng cái cấu trúc như sau. Nó sẽ bằng cấu trúc là intend to do something. Có ý định làm gì. Được không ạ? Được chưa? Tiếp này cô sẽ có với cấu trúc của order. Với cấu trúc của order, vì order trong trường hợp nếu nó đóng vai trò là danh từ thì nó sẽ có nghĩa là mệnh lệnh hoặc là yêu cầu. Còn ý đề của cô thì sao ạ? Ý đề của cô với từ assistant. Với từ assistant của chúng ta có nghĩa là gì? Từ đấy của cô bằng aid, bằng help, nghĩa là gì? Giúp đỡ. Vậy thì với câu này của chúng ta, khi mà xét nghĩa được của câu này thì chúng ta sẽ phải áp nó vào ngữ cảnh của câu, tức là phải dịch cho cô. Nếu dịch cho cô thì cô sẽ có như sau. University là trường đại học này nhá. Research là các nhà nghiên cứu. Vậy dịch là các nhà nghiên cứu trường đại học đã làm sao? Take sample, đã lấy những cái mẫu vật từ cái loài chim đuro, đúng không ạ? Được bảo tồn đấy, với một cái nỗ lực để làm sao? Để mà uncover, để mà giải mã về cái cây, cái phả hệ của cái, để mà cái da phả của cái loài chim bị tuyệt chủng này. Vậy thì cô sẽ có từ cover. Từ cover nghĩa là bao phủ, đúng không? Thì uncover của chúng ta nghĩa là phát hiện ra, không bị bao phủ nữa mà, đúng không? Phát hiện ra. Vậy dịch hoàn chỉnh câu đấy là các nhà nghiên cứu ở trường đại học đấy đã lấy mẫu từ một cái, đã lấy mẫu từ một mẫu chim đô đô được bảo tồn trong một cái nỗ lực cố gắng để phát hiện ra cái cây da phả và loài chim tuyệt chủng này. Vậy thì với câu số 25, cô nhớ là cô đã chữa cái câu này ở đâu rồi, hình như trong nhóm từ vựng đọc hiểu 2, đúng không ạ? Vậy thì với câu số 25, cô có một cái cụm từ như sau, cô viết xuống dưới này nhé. Đó là cụm từ in an attempt. Đằng sau nó sẽ cộng với to do something. Với một cái nỗ lực, với một cái mong muốn, đúng không ạ? Với một cái sự cố gắng để làm gì. Cấu trúc này ở trong từ vựng đọc hiểu 2 rồi. Xong câu số 25, vậy thì cô chọn được 25 là ý A nhé. Sau câu số 25, chuyển cho cô sang câu số 26. Với câu số 26 của cô là một câu về từ loại. Với một câu về từ loại thì bạn sẽ căn cứ cho cô như sau này. Cô có thể dạy các bạn cách học phần từ loại như sau. Bạn có thể căn cứ vào cái phần sau để bạn có thể học tốt được phần từ loại này. Phần từ loại hình như là nào trong các buổi live stream cô cũng đều nhắc tới, đúng không ạ? Với cái phần về từ loại này thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô mình sẽ có hai cách học như sau này. Bạn sẽ gióng cho cô vào cái phần sau trong bài. Đầu tiên cô sẽ dạy các bạn nhận dạng từ loại bằng đuôi. Ý A của cô có đuôi ITI. Xem cho cô trong bài của chúng ta, trong cái phần cấu tạo từ nhé. Bạn xem với cô chuyên đề về cấu tạo từ này. Thì cô sẽ thấy như sau. Cô sẽ thấy có đuôi ITI xuất hiện ở đây, đúng không ạ? Cô sẽ có là đuôi ITI là đuôi của danh từ. Vậy thì đương nhiên cô sẽ chọn được cái từ punctuality của chúng ta là danh từ. Tiếp này ý B của cô lại có đuôi O. Gióng bảng tiếp cho cô xem đuôi O của chúng ta sẽ là đuôi của anh gì. Thì bạn sẽ xem cho cô trong bảng của chúng ta như sau này. Ở trong bảng của cô thì cô sẽ có như sau. Đây rồi. Em nhìn thấy đuôi O của cô. Đuôi O là đuôi của gì đấy? Đuôi của tính từ. Đúng chưa? Vậy thì ý B của cô sẽ gióng được anh này là tính từ. Ý C của cô có đuôi ATE. Xem cho cô xem trong bảng của chúng ta xem là đuôi ATE là đuôi của anh gì. Nhớ xem cho cô trong bảng của chúng ta nhé. Vẫn cái bảng đấy, đúng không ạ? Thì đuôi ATE của cô sẽ là đuôi của động từ. Thế còn đuôi ly của chúng ta sẽ là đuôi của trạng từ. Xong phần đấy. Bây giờ cô sẽ căn cứ như sau này. Sau cái phẩy S, người ta gọi phẩy S này là sở hữu cách. Xem cho cô trong cái quy tắc về trật tự từ trong tiếng Anh. Với quy tắc về trật tự từ trong tiếng Anh thì nó sẽ có một cái quy tắc như sau. Đó là sau sở hữu cách là cái gì? Hãy đọc cho cô như sau này. Cô sẽ có là sau sở hữu cách là danh từ, đúng không ạ? Cái phần này là phần mà cô đã dạy hỗ trợ cho anh chị 2K1 trong chương trình chống liệt tiếng Anh. Tức là nó rất là dễ, em chỉ cần gióng bảng như này cho cô là bạn có thể làm được. Sau sở hữu cách là danh từ. Vậy thì có nghĩa là cô gióng mấy cái anh đấy thì cô suy ra ở đây là danh từ. Ở đây danh từ thì cô sẽ quanh ngay được câu số 26 của cô là IA. Xong chưa? Câu số 26 của cô IA vậy dịch là cô sẽ có cái từ punctuality, nghĩa là cái sự đúng giờ và cái làm việc hiệu quả của anh ta trong cái công ty này đã dẫn tới việc chúng ta có một cái cấu trúc, đó là cái cấu trúc need to do something, dẫn tới cái việc làm sao anh ta được promotion. Promotion của chúng ta nghĩa là được thăng chức tới làm giám đốc bán hàng. Vậy thì với câu số 26, cô chọn được đáp án là IA. Sau câu 26 chuyển đến cô sang câu 27. Với câu số 27 của chúng ta sẽ là câu về phần từ ghép. Với phần từ ghép là cái phần rất là được ưu tiên trong thi này. Cô sẽ có IA với từ absent-minded. Thì cô sẽ có từ absent nghĩa là vắng mặt với từ minded nghĩa là tâm trí. Thì cô sẽ có từ absent-minded khi mình ghép nó vào, đúng không ạ? Absent-minded nghĩa là gì? Cô thấy cô có nghĩa là đãng trí. Chưa? Ghép hai từ đấy vào nó sẽ ra thành từ đãng trí nhá. Rồi tiếp này, cô sẽ có IB của cô với từ big-headed, từ đấy có nghĩa là tự phụ. Chưa? Tự phụ. Chưa? Tiếp này cô sẽ có từ quick-witted của chúng ta có nghĩa là nhanh trí. Từ đấy của chúng ta nghĩa là nhanh trí. Và ID của cô sẽ có từ bad-tempered nghĩa là bad-tempered, từ đấy có nghĩa là dở hơi, đúng không ạ? Chưa? Từ đấy có nghĩa là dở hơi, nghĩa là cáu bẩn, nghĩa là khó tính. Vậy thì cô sẽ có như sau. Với câu số 27, chúng tôi hoàn toàn bị ấn tượng. Chúng ta có cấu trúc, đó là cấu trúc impress. Không biết là có bạn nào ở chuyên đề 3 đang xem chương trình của cô không? Chuyên đề 3 hôm nọ các bạn ấy cãi nhau với cái cấu trúc này. Các bạn ấy cãi nhau với cấu trúc này. Không biết là bạn Hoàng Long có đang xem chương trình của cô không? Bởi vì là bạn Hoàng Long là bạn ấy thắc mắc cái cấu trúc này. Cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc be impressed. Cô sẽ có cấu trúc là be impressed by, được chưa? Hoặc là with đều được nhá. Bạn ấy hỏi cô là khi nào mình dùng by, khi nào mình dùng with. Thì bạn nhớ cho cô như sau này. Khi nó mang ý nghĩa bị động nó sẽ dùng by, còn đâu thì nó sẽ dùng with. Đó ạ. Vậy cô sẽ có câu này như sau. Chúng tôi hoàn toàn bị ấn tượng bởi cái gì? Bởi những cái học sinh. Những cái học sinh mà có thể come up with. Chúng ta có một cụm động từ các bạn phải lưu ý, đó là cụm từ come up with. Come up with có nghĩa là có thể tìm ra được, có thể nảy ra được ý tưởng. Nảy ra ý tưởng. Trong cái đống come này phải lưu ý cho cô như sau này. Được chưa? Cô có một số cụm từ sau cô viết ra đây nhá. Cô có cụm từ đó là cụm từ come up with. Cụm từ come up with của chúng ta có nghĩa là nảy ra ý tưởng. Bạn nhớ cho cô đó là cái chương trình học livestream của cô ấy không phải là lên đây cô đọc những cái ở trong đáp án ra cho em nhá. Bởi vì nếu như mà chỉ cần là đọc ở trong đáp án ra thì bạn không cần học livestream với cô. Bạn nhớ cho cô là khi mà bạn học với cô, bạn sẽ được hiểu sâu hơn về câu đấy là một. Ngoài ra này, bạn còn được học tất cả những cái mà trong sách không đề cập tới nữa. Nên là bạn chịu khó học livestream với cô. Thực ra là học để cho các bạn thôi, chứ còn cô thì cũng không quan trọng, đúng không ạ? Miễn làm sao mà các bạn cảm thấy nó ổn, cảm thấy các bạn nào thấy nó hiệu quả cho các bạn là được nhá. Cô có cụm từ come up with nghĩa là nảy ra ý tưởng. Cô có cụm từ là cụm từ come up to. Come up to của chúng ta có nghĩa là đạt tới. Thế này cô sẽ còn cụm từ là cụm từ come down with. Cụm từ come down with của chúng ta có nghĩa là mắc bệnh. Nhớ mắc bệnh, được không ạ? Vậy thì với câu số 27 của chúng ta, cô sẽ có như sau. Chúng tôi rất bị ấn tượng bởi cái học sinh mà có thể tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi gần như là. Người ta dùng từ almost, nghĩa là hầu như, gần như, đúng không ạ? Đi với cái từ instantly, nghĩa là ngay lập tức. Người ta dùng almost làm bổ ngữ cho trạng từ. Vậy dịch câu này như sau. Chúng tôi hoàn toàn bị ấn tượng bởi những cái học sinh mà có thể tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi gần như là ngay lập tức. Vậy nó sẽ phải là những học sinh rất là nhanh trí. Nên 27 cô chọn được ý C. Xong chưa, xong chưa? Sau câu số 27 chuyển cô sang câu số 28. Câu 28 mình như hôm qua mình vừa chữa xong hay sao? Cô chữa nhanh câu này nhá. Đúng ạ. My cousin, anh em họ nhà tôi rất là nervous, rất là sợ, đúng ạ, về cái việc bị phải phỏng vấn. Vậy cô sẽ có cấu trúc như sau. Cô có một cấu trúc đó là cấu trúc be nervous. About something hoặc about doing something. Sợ, lo lắng về cái việc làm gì. Dịch là anh em họ nhà tôi rất là lo lắng về cái việc mà bị phỏng vấn trên TV. Nhưng mà nó xử lý tình huống rất là tốt. Vậy thì với câu này chúng ta có một cụm từ như sau. Đó là cụm từ rise to the occasion. The occasion. Vậy cụm từ đấy cô nghĩ là gì? Xử lý tình huống, xoay sở tình huống rất là tốt. Nên 28 cô chọn được đáp án là ý B. Thì bạn nhớ cho cô như sau này, có rất nhiều bạn hỏi cô là làm thế nào để mình nhớ được những cụm này. Là bạn sẽ chịu khó học cho cô thôi, làm bài tập cho cô, đúng ạ. Ví dụ như hôm qua cô vừa chữa cái câu này xong, hôm nay bạn gặp câu này bạn đương nhiên là bạn nhớ rồi. Vậy thì bạn phải cho mình có thời gian là học đi, xong lại học lại, động đi xong động lại nhá. Những bạn mà bắt đầu vào ôn thi thì bạn sẽ có 1 năm. Thì cô nghĩ là 1 năm sẽ đủ cho các bạn là trong quá trình làm, các bạn sẽ được động đi động lại rất là nhiều, nhớ nhá. Rồi, xong phần đấy của chúng ta chuyển cho cô sang phần sau này, nhá, với câu số 29. Với câu số 29 cô sẽ có câu này của chúng ta như sau. Với câu số 29 cô sẽ có nào. Câu số 29 của cô là một câu về phần cụm động từ. Với câu số 29 chúng ta sẽ có từ play it. Với từ play it của chúng ta, cụm từ đấy có nghĩa là gì? Làm cái gì đó một cách tình cờ, không thực sự thích thú nhá. Từ play it của chúng ta có nghĩa là làm cái gì đó một cách tình cờ, không hề thích thú nhá. Cô sẽ có từ sort out của chúng ta. Từ này có nghĩa là phân loại. Nghĩa là phân loại này. Ngoài nghĩa là phân loại ra còn nghĩa là sắp xếp hoặc là giải quyết. Cô sẽ có từ cut off. Từ cut off của chúng ta có nghĩa là cắt hoặc là cúp. Cô sẽ có từ fill up, nghĩa là đổ đầy. Trong cái từ fill này cô sẽ có từ sau. Cô sẽ có từ fill in, nghĩa là điền. Điền thông tin vào. Thì cô sẽ có từ fill up, nghĩa là đổ đầy vào. Ngoài ra cô sẽ còn từ fill out, nghĩa là mập ra, béo ra. Mập ra, béo ra nhá. Vậy thì với câu số 29 cô sẽ có là Daisy đã dành cả, đúng không ạ, dành suốt 2 tuần qua để mà làm sao? Để mà phân loại hàng trăm những bức ảnh, để mà cô ấy có thể xếp chúng vào những album riêng rẽ. Vậy thì câu số 29 cô chọn được đáp án là ý B. Trong câu số 29 cô sẽ có cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc spend time cộng với verb in, dành thời gian làm gì. Vậy thì 29 cô chọn được đáp án là ý B. Xong câu số 29, chuyển cô sang câu 30, cố lên sắp xong rồi. Câu số 30 của chúng ta, cô sẽ có câu này như sau. Với câu số 30, cô sẽ có ý A. Ý A của cô từ knowledge, từ đấy có nghĩa là kiến thức. Knowledge, kiến thức nhá. Thế này ý B của cô sẽ có từ đấy có nghĩa là định kiến thành kiến. Ý B của cô là định kiến thành kiến này. Ý C của chúng ta với từ mindset, từ đấy có nghĩa là tư duy, mindset. Từ này có nghĩa là tư duy. Thế còn ý D của cô với từ judgment, nghĩa là sự đánh giá, sự phán xét. Sự phán xét. Vậy thì với câu số 30 của chúng ta, dịch câu này như sau. Đơn giản là chỉ cần đặt những cái câu hỏi giống như là, đúng không ạ? Học sinh của tôi sẽ cần gì sau hàng chục năm tính từ bây giờ? Hoặc là tôi có thể làm cách nào để có thể cho chúng được những kỹ năng đó? Có thể sẽ thay đổi cái gì của giáo viên, làm cho họ trở thành những cái người, đúng không ạ? Làm cho họ trở thành những cái người leader, những người lãnh đạo nhá. Và bring about, chúng ta có cụm từ bring about nghĩa là gì? Gây ra, mang lại. Cô có cụm từ bring about của chúng ta nghĩa là gì ạ? Bring about nghĩa là mang lại hoặc là gây ra, đem lại. Này cô nghĩa là đem lại, gây ra này. Những thay đổi lớn trong lớp học, trong trường học và trong cộng đồng. Vậy thì với câu số 30 của chúng ta, nhìn nó dài như thế nhưng nó rất là dễ, đúng không ạ? Cô sẽ có như sau này. Chỉ cần đơn giản là hãy tự hỏi mình những cái câu hỏi như sau. Đó là học sinh của mình sẽ học được những cái gì, sẽ cần gì sau hàng chục năm nữa, đúng không ạ? Sau hàng khoảng 12 năm nữa tính từ bây giờ. Hoặc là mình có thể làm gì để giúp cho học sinh có những kỹ năng đấy. Có thể để trả lời được những câu hỏi giống như thế, có thể thay đổi được cái gì của giáo viên. Không thể là thay đổi kiến thức được, đúng không ạ? Ngay người ta không dùng là thay đổi kiến thức. Định kiến, thực ra cái đấy ở trên người ta chưa hề đề cập về vấn đề định kiến cả, bỏ ý B. Bây giờ cô sẽ có là sự phán xét và tư duy. Thì đương nhiên cô sẽ chọn được đáp án là ý C. Sẽ có thể thay đổi được tư duy của giáo viên về việc dạy học. Và làm sao? Khiến cho họ trở thành những người lãnh đạo, những người có thể đem lại những sự thay đổi trong lớp học, trong trường học và trong cả community, cộng đồng. Vậy thì với câu số 30, cô chọn được đáp án là ý C. Xong câu số 30, xong bài hôm nay của chúng ta. Các bạn nhớ cho cô này, đúng thứ Tư tuần sau chúng ta sẽ học phần sau. Cô đổi một xíu nhé. Thứ Tư tuần sau chúng ta sẽ học cái phần đó là phần đồng nghĩa trái nghĩa. Phần đồng nghĩa trái nghĩa thì cô đã chữa được đến phần sau này. Cô đã chữa được đến bài số 12 của đồng nghĩa trái nghĩa rồi. Thì tuần sau các bạn nhớ cho cô như sau này. Tuần sau cô sẽ chữa bài số 13 của đồng nghĩa trái nghĩa. Nhớ nhá. Cô sẽ chữa bài số 13. Nhưng bài số 13 của phần đồng nghĩa trái nghĩa cơ. Và đây là một bài tương đối khó. Em nhìn này, nó có rất là nhiều cụm và rất là nhiều những từ mới khó. Nên bạn nhớ cho cô như sau. Đó là thứ tư tuần sau cô hẹn các bạn vào lúc 9h30. Từ bây giờ các lịch livestream của cô đẩy xuống 9h30 nhé. 9h30 tối thứ tư tuần sau cô sẽ chữa phần đồng nghĩa trái nghĩa này. Đó, nhớ nhé. Rồi, bạn nhớ cho cô như sau. Đó là tuần sau cô sẽ chữa phần đồng nghĩa trái nghĩa. Nhưng tuần sau cô sẽ chữa trong nhóm sách. Các bạn nhớ là để ý lịch học trong nhóm sách của chúng ta. Rồi, ok, tạm biệt các bạn. Ok, tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình lần sau.